Vâng, chào các bạn, chúng ta đã đến với cả game đấu thứ hai diễn ra ở trên map King Seo Station. Trên màn hình tạm này thì đây chính là game thủ Overclocking. Anh ấy chính là vô top màu xanh ở vị trí phía trên bên tay trái ở hướng quê 1 giờ. Đối thủ của anh ấy, người chiến thắng ở trong game đấu thứ nhất vừa rồi, đó chính là em học sinh cấp 3 của chúng ta, em Parawan, đã chiến thắng trong game đấu thứ nhất bằng việc phòng ngự trước Blink Stalker. Hôm nay chúng ta đang ở trên map King Seo Station, và một cái map rất có lợi cho Protoss trong việc giấu builder của mình. Như các bạn để ý thì game đấu trước thì Parawan sử dụng Reaper của mình đi scout rất kỹ, hết cánh trái rồi đến cánh phải, hết trên từ lại đến dưới, hết bên ngoài mỏ lại đến trong mỏ của mình, khiến cho là bất kỳ một cái pylon nào của overclocking đều bị phát hiện hết. Và ngay khi phát hiện ra đối phương bắt đầu đặt pylon để có thể warp quân thì anh ấy đã bắt đầu là đặt tiệm băng cơ để phòng ngự rồi. Và trận đấu lần này thì không biết rằng overclocking sẽ quyết định thi đấu như thế nào đây. Cá nhân tôi đánh giá thì tại vì tôi là một game thủ Protoss, ở trên map này tôi sẽ thường sử dụng Stargate hơn. Stargate ở trên map này sẽ rất nguy hiểm, bởi vì như các bạn biết nó có rất nhiều những cái vị trí ẩn như này để có thể đặt, chưa kể là để mà kiểm tra được nó cũng không hề dễ dàng khi mà mỏ của ta có đến những cái vị trí ẩn ở bên này, vị trí ở bên này nữa, kiểm tra thì sẽ rất tốn thời gian, cho nên rằng là Stargate là một lựa chọn khá tối ưu. Tuy nhiên rằng DT cũng không phải là một lựa chọn sai lầm. DT cũng sẽ khiến cho Terran của chúng ta gặp rất nhiều khó khăn khi mà để scout hết những cái vị trí ẩn cực kỳ khó khăn. Hôm nay thì quay về Protoss một chút. Protoss của chúng ta hiện nay đã hoàn thành xong đặt cho mình một gate, và bây giờ bắt đầu đặt xuống cho mình Cybernetic Core ở vị trí phía dưới này các bạn. Đây là một vị trí theo tôi đánh giá rằng là đặt rất hay. Anh đặt pylon ở đây, đặt thêm một Cybernetic Core, chỉ cần thêm một pylon nữa ở đây anh sẽ chặn hoàn toàn cái hướng, cái đường vào của Reaper. Reaper sẽ không thể nào nhảy từ đây, từ dưới lên phía trên này, rồi từ đây lại lên trên này nữa. Thế rất khó khăn các bạn. Có thể nói rằng đây vừa là một cách vị trí đặt nhà cũng như là vừa khóa hoàn toàn đường vào cho Reaper. Tuy nhiên là bù lại thì vị trí này mà về đến mid game bị đối phương target thì sẽ rất là nguy hiểm. Đối phương chỉ cần đưa quân ra đây, Marine bắn lên phía trên này thôi là mất pylon rồi, cũng mất Cybernetic Core hết. Hiện nay thì Protoss của ta là số khoảng 2 rồi. Như vậy không đúng, không giống như chúng ta dự đoán, anh ấy quyết định chơi expand trận này rồi, ăn hai mỏ rồi. Đây chính là build một gate, opening gate của các game thủ Protoss, rất giống với phong cách đánh của Berserker trong game đấu trong trận bán kết 1. Bên này thì thế nào ta cũng ăn mỏ 2 luôn. Và có lẽ hai anh thì cũng đã gặp nhau đủ rồi. Giờ bắt đầu đến thi đấu chính thức chưa? SC bắt đầu đi về, các bạn thấy đấy ạ. Vâng, Reaper đi kiểm tra rất kỹ. Nó kiểm tra hết vị trí góc bên tay trái rồi, ngay cả ở vị trí mỏ 3 cũng kiểm tra rồi. Giờ thì bắt đầu đi sang bên tay bên kia nữa. À, tay phải chứ, đã kiểm tra tay phải rồi, còn bên tay trái thôi. Giờ thì Reaper sẽ lao thẳng sang vị trí mỏ của game thủ Protoss. Protoss của chúng ta hiện nay thì ăn mỏ rồi, đang chờ cho nâng cấp qua kết. Các bạn thấy rằng đây là một cái ghét nữa được đặt xuống. Vâng, Twilight rồi. Twilight Castle được đặt ở vị trí bên trong bên tôi của mình. Và sẽ là Blink không? Tôi nghĩ rằng đây sẽ là Blink. Và tôi nghĩ rằng đây sẽ là Blink Stalker. Hiện nay thì Stalker và Massive Core bắt đầu di chuyển rồi. Hôm nay Reaper chuẩn bị nhảy lên này. Vâng, một phát nhảy này. Rồi, nhảy phát thứ hai rồi. Bị kẹt, vâng, lại đi ra. Đấy ạ. Vâng, lại đi lên phát nữa. Kiểm tra lại, vâng, lại đi ra. Vâng. Anh ấy không tin vào mắt mình, thế nên anh ấy kiểm tra lại thêm phát nữa. Kiểu bị ảo giác ấy, thế là phải nhìn lại, dụi mắt rồi quay lại nhìn lại. Hiện nay thì đây là một cái starport cho game thủ Terran. Anh đặt starport đây, khả năng không biết có phải là định Widowmine không. Đúng rồi, có một Widowmine ở một Mavac rồi, sẽ đi drop Widowmine. Widowmine hiện nay rất là khó chịu. Chúng tôi rất là ghét Widowmine. Đứng từ phía game thủ Protoss của chúng ta là như vậy đấy. Hiện nay Reaper đã vào phía trong rồi. Vâng, sắp sửa nhìn thấy cái Twilight rồi. Vâng, nhìn thấy Blink rồi. Không sao cả. Đối với Protoss thì có phát hiện bị phát hiện Blink thì cũng không có vấn đề gì cả. Tại vì Blink thì nó thực sự hiệu quả trong việc là phòng ngự như là tấn công. Nó dùng trong tất cả mọi trường hợp, cho nên là không có vấn đề gì phải lo khi bị phát hiện cái Twilight đó cả. Vấn đề chỉ khi mà chúng ta bị phát hiện bởi nhà Templar Kai hoặc là nhà Dark Templar mà thôi. Hiện nay thì con Reaper lại di chuyển sang phía bên cánh trái một lần nữa. Hiện nay thì chúng ta có thể thấy rằng Maybach đã bắt đầu di chuyển rồi. Maybach cùng với cả hai Widowmine cùng với cả 4 Marine đã bắt đầu di chuyển thẳng sang vị trí bên kia. Nó đang đi đường vòng các bạn, có thể là đi vào
âm thầm đi vào phía bên trong main bay của game thủ Protoss. Và Protoss ta hầu như không hề có như building để có thể kiểm tra cái vị trí góc này. Và các bạn thấy rằng ở khu vực này đây là một khoảng tối á, hoàn toàn tối luôn. Hạ quân ở đây sau đó bắt đầu lao thẳng vào bên trong main bay sẽ phá phách được khá nhiều. Masico đã tập trung ở ngay vị trí ra nên tôi nghĩ rằng cũng có thể bật Protoss chạc rất dễ dàng ở vị trí bên này. Và drop này vấn đề sẽ nằm ở chỗ Widowmine. Vâng, bắt đầu lao rồi, bút vào rồi. Một con Marine rồi. Widowmine đâu? Widowmine đâu? Widowmine bây giờ, vâng, Widowmine bây giờ mới hạ xuống quá xa. Không sao. Ôi trời ơi, đã tăng cái con này. Trời ơi. Ê, dở quá. Trời ơi. Quá là buồn luôn, thưa các bạn. Nó lại ta ghét vào cái con ở đứng một mình. Không thể hiểu nổi. Hiện nay thì con vâng, Widowmine ở đây đã bị bắt rồi. Bây giờ vấn đề nằm ở phía trong này. Observer đã vào nơi rồi. Vâng, con Widowmine một kill. Tôi thấy quá là imba cho con Widowmine này. Tôi không biết là các anh Wizard đã phát triển con Widowmine này như nào, nhưng tôi thấy rằng cái trí thông minh của nó có vẻ là hơi có vấn đề. Có một số con Widowmine khi được sinh ra nó thông minh lắm, ra ghét toàn vào nhóm thôi, một phát là chết khoảng tầm 7-8 con group. Nhưng cũng có những con sinh ra rất ngu như này, nó chỉ target đúng một con thôi. Những con gần nhất thì nó không target, nó thích con target với con ở xa. Rất là buồn, một dạng stupid unit. Và bây giờ thì Terran của ta đã bio tăng rồi. Marine cùng với cả hai tăng đằng đây. Vâng, nhìn thấy con tăng bóng loáng, nhìn rất thích nữa. Đấy. Công nhận đẹp. Hiện nay thì quân đội của Protoss di chuyển rồi. Đó là Blink Stalker thưa các bạn. Một đàn binh Stalker đang được đưa thẳng sang vị trí mỏ của đối phương. Thế là tại này đã có tăng rồi. Anh ấy đã có thể phòng ngự trước binh Stalker rất dễ dàng. Tuy nhiên vấn đề nằm chỗ là tăng. Tôi nghĩ rằng đây là một vị trí đặt quân không hề thông minh một chút nào. Tăng nên được đặt ở vị trí phía trên ram. Ở cái vị trí này. Vâng, tăng ra. Ôi, tăng lao luôn à? Không thèm hạ tăng à? Tăng cần phải chống xuống. Vâng, một tăng chống rồi. Một tăng nữa nên được đưa phía trong này để chống thì hay hơn. Vừa đề phòng đối phương di chuyển Blink ở góc bên này. Vị trí này, tăng này thì chỉ cần một pha Blink là mất tăng này thưa các bạn. Hiện nay Proton ta bắt đầu đưa cho mình Observer vào rồi. Observer sẽ nhìn thấy gì đây? Chúng ta hãy cùng xem. Observer. Đây, nó đang nhìn thưa các bạn. Vâng, nó đang nhìn phía bên trong này. Nhìn thấy một cái khoảng trống ở đây. Stalker có thể Blink ở phía bên trong các bạn. Để thấy ở phía sau đã bắt đầu có Stalker rồi. Vấn đề là chỗ đã nhìn thấy tăng vào đây. Vâng, Blink rồi. Add on này. Vâng, Techcraft là building đồng. Chưa được thông tin đầu tiên. Ôi giời. Thôi ra thôi. Vâng, ra rồi. Có tốt với những pha blink chớp nhoáng như vậy thì thường được ưu tiên để mà target vào những cái add-on này. Add-on Richter cùng với cả Techlab. Thường là những cái building đầu tiên sẽ được sử dụng để mà target vào đấy. Và phách, vâng, hiện nay đã nhìn thấy được ở đây thì em mỏ 3 rồi. Ở phía bên kia thì cuối cùng tao đã bắt đầu có probe ở đây chuẩn bị đặt xuống mỏ 3 cho mình rồi. Và bây giờ đã một pha, vâng, ôi trời ơi. Chặn cổng rồi, tại sao lại không cắm tăng nhỉ? Cứ cho tăng chạy theo này. Vâng, hiện nay Stalker cũng mất khá rồi, còn 4 Stalker ở đây thôi. Stalker bắt đầu blink về vị trí phía sau rồi. Bây giờ sẽ là vấn đề của việc đặt mỏ thôi. Hiện nay thì lượng tài nguyên của Overclocking chỉ còn khoảng tầm 225 mil rồi. Anh sẽ cần phải chờ. Thế bạn, anh sẽ cần phải chờ tiết kiệm đủ tiền để mới bắt đầu đặt xuống mỏ cho mình. Hiện nay mới có khoảng tầm 300. Và trong khi đó, tên đoàn của ta hiện nay đang rất thừa thãi. Đã là 800 mil rồi. Vâng, có quá nhiều. Anh ấy lại còn chuẩn bị ăn mỏ 3 nữa. Phải nói rằng đây sẽ là một thời điểm rất nhạy cảm cho game thủ Protoss của ta khi mà anh ấy vừa chuẩn bị ăn mỏ. Anh ấy lại còn vừa chuẩn bị tấn công nữa. Đây là một thời điểm rất khó khăn khi lực lượng quân đội của anh ấy thấp hơn so với cả Terran. Terran thì đang bắt đầu đưa quân đi của mình đi rồi. Và bây giờ sẽ là vâng, một pha tấn công vào từ vị trí phía sau, một tăng cắm ở đây để có thể bắn lên vị trí phía trên này. Vâng, xong rồi, đập đá rồi. Cô tốt đẩy quân đâu? Vâng, bố tốt đang chuẩn bị đi móc lốp ở vị trí phía sau. Sẽ móc lốp ở vị trí phía sau này, cô đổ Terran đập đá xong chắc là định lao lên thì sẽ gặp có ma sĩ cỏ đây không? Ma sĩ cỏ bật cô tốt vào chạc không? Đâu rồi, chưa thấy đến. Vâng, bộ đội đi xa quá. Ôi, đi xa quá. Imoto đang ở đây. Vâng, Imoto gặp tăng thì quá thích rồi, cho trang thẳng vào vị trí của tăng luôn. Đội Terran vẫn đang cố gắng phá nhà này. Vâng, mục tiêu của Terran không phải là chiến thắng mà chính là phá nhà. Tập trung vào cái nhà này. Đúng rồi, phá Dixon đi. Có phá Dixon không? Không được rồi, anh đi phân tâm rồi. Dixon này tôi nghĩ rằng sẽ vẫn còn sống. Sống không? Ôi! Vâng, như vậy rằng là đã ăn được một cái Dixon rồi. Có vẻ là hơi buồn cho anh Protoss của ta. Mục tiêu của Terran khi trong những pha tấn công như này thường đó chính là cái Nexus thưa bạn. Cần phá Nexus của đối phương, phải tập trung đánh vào nền kinh tế của Protoss. Thì vì Protoss thì là một chủng tộc rất là tốn, rất tiêu tốn tài nguyên. Nếu như bị tấn công vào nền kinh tế thì đó chính là
cái mà bố tôi rất sợ. Hiện nay thì tôi đã thấy bắt đầu có hai Templar rồi. Bố tôi bắt đầu phải đặt thêm cho mình một nhà robot nữa thì phải. Tôi thấy lúc nãy có robot rồi mày ạ. Chắc có lẽ là đã bị phá mất. Nay thì Terra đã bắt tiến hành khai thác ở vị trí màu 3 cho mình rồi. Đó là 4 con Mule thì bạn, 4 con Mule màu vàng đang bắt đầu khai thác ở cái vị trí màu 3 này. Tất cả tài nguyên hiện nay energy đều được gọi ra Mule để khai thác hết. Bố tôi này bắt đầu đóng trại đây với 4 Immortal. Vâng, nhập tất cả hai Templar thành Archon rồi. Zealot nữa. Vâng, Zealot chạy Immortal Archon. Vâng, một combo rất khỏe thời điểm này. Không biết rằng là Terra ta có phòng ngự kịp không đây. Tăng cắm ở đây rồi. Quân đội có la rồi, được không? Đỡ đổi không? Đỡ đổi không? Được rồi. Achamara lên tiêu bắt đầu chạm rồi. Chạm vào đúng vị trí của con Mule luôn. Tăng đã mất rồi. Tăng được ở vị trí trên này có vậy như này Immortal vẫn còn khá khỏe. Thì phía trước Immortal là những con Archon như này. Vâng, một bức tường phòng ngự quá chắc chắn Immortal. Nên ở vị trí phía dưới sao đây? Vâng, thêm cả Time Warp. Time Warp cái gì đây tôi không biết nữa. Thằng hoa quân đội của mình à? Vâng, quân đội của Immortal. Vâng, định rút về vị trí phía sau. Vâng, cần hiện nay có quá nhiều SCV ở vị trí trên này. Cần phải rút về vị trí phía sau. SCV có lên lao được không? Không lao lên, vậy SCV đã được rút về vị trí sau rồi. Hiện nay Zealot đã bắt đầu được warp thêm này nữa. Hiện nay, sao có Mavac đi ở phía sau này? Hiện nay quân đội của Poto đang tập trung ở vị trí phía dưới này chuẩn bị tấn công không? Tôi nhìn thấy có một con Pop đang lẫn bên trong đám quân này. Đã có thêm một warp vision được đưa lên ở vị trí trên nào rồi. Có vẻ sẽ là không hay lắm. Đúng không ạ? Có vẻ sẽ là không hay lắm. Khi bây giờ quân đội của Terran có ý định tấn công vào, Terran bây giờ chỉ việc đưa cho mình thêm SCV ra để làm bức tường chắn sống ở vị trí trước mà thôi. Quân đội của Poto hầu như đều là những unit không có unit gây đam diện rộng cả, sẽ rất nguy hiểm trong thời điểm này khi SCV được đưa lên phía trước. Vâng, Pawan đâu đưa quân lên phía trước không? Viking và Mao đang cắm đầu cổ trước đây vị trí sau. Zio chạm vào rồi, Zio chạm vào rồi. SCV đâu? Không SCV nào đây cả. Mao đang bắt đầu bị target bởi những con gì là cùng với cả những con Immortal. Không ổn rồi, Fox Fuel rồi. Không được rồi, có vẻ là game của Poto đã rút về vị trí sau rồi. Anh có quá quân không? Không ăn thua rồi, quân đội của Terran ở đây có quá nhiều Mavac đi theo để hồi máu này, có vẻ không ăn thua. Hiện nay Archon, vâng, ngay cả Archon nữa đã bỏ mạng rồi. Xe chỉ ở phía trên Zealot ở đây cùng với Immortal đang lao vào. Thì có vẻ là không ăn thua. Vâng, có quá nhiều Marine, Immortal chỉ có mà nằm xuống thôi. Này Immortal nằm xuống gần hết rồi. Chúng tôi của ta sẽ làm gì đây? Không, anh không còn đủ tiền để quá quân nữa rồi. Anh không có thể đổi thêm quân nữa. Hiện nay supply của anh ấy chỉ còn có bằng một nửa cho đối phương thôi. Toàn là Immortal và Zealot. Zealot chẳng tiếp tục được warp ra ở vị trí sau. Vâng, cần phải tập trung quân đã. Zealot chạc lên. Vâng, chạc lên rồi, đúng rồi. Lái thôi. Zealot đâu, lao lên. Không được rồi, Marine đã ra rồi. Hiện nay cần phải tập trung quân rồi. Vâng, Zealot bắt đầu chạc rồi. Zealot Immortal đã bị target rồi. Một con Immortal đã bị target rồi, thưa các bạn. Immortal mình rất tốn tiền. Đam to thật đấy, nhưng mà nó chỉ bắn vào những con Mauder thì đau mà thôi, nhưng bắn vào Marine thì rất là nguy hiểm. Nên các bạn thể thấy rằng Marine, vâng, quá tự tin luôn. Target thẳng vào đầu con Immortal kia, Zealot đã chạc ra. Vâng, chém vào đầu của Marine rồi. Marine bị đứt đôi người, thưa các bạn. Hiện nay thì Pylon đã bị phá và Terran đẩy lùi quân đội của đối phương về rồi. Hiện nay thì Poto ăn được lại mỏ cho mình mỏ 2, nhưng anh ấy không ăn gà ở đây các bạn. Cực kỳ tiêu tốn gà, các anh ấy thừa rất nhiều là tiền nhưng mà hầu như gà thì không có. Anh ấy thừa tiền nhưng anh không thể, anh ấy quyết định không đặt được mỏ 3. Không hiểu tại sao nhưng mà hầu như Poto của ta không hề có ý định ăn mỏ 3 thì phải thưa bạn. Anh ấy toàn chơi 2 bay thôi. Có thể thấy Immortal giọt chạc lại bắt đầu di chuyển thêm một lần nữa rồi. Có luôn cả Archon trong đạo quân lần này và bây giờ sẽ là một pha big combat ở đây thưa bạn. Bắt đầu lao lên rồi. Terran của ta bắt đầu lao thẳng ra vị trí mỏ của đối phương. Quân đội của Poto lại đang ở phía bên ngoài. Thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Terran có lao vào không? Vâng, bây giờ mà lao vào luôn thì ăn. Còn không thì vâng, bắt đầu lao rồi. Có sao Mavac lại đứng đây làm gì đây? Tôi không hiểu được các bạn ơi. Đây rồi, lao rồi. Poto ta chỉ nhận một pha móc lốp nữa trong giống như ôi ơi, Poto lại đứng đây làm gì đây? Poto đang lao ra rồi, lao rồi nhưng mà Marine ra steam lên. Vâng, quá đẹp rồi. Hiện nay Zio bắt đầu lao rồi, đã chạc lên rồi. Poto đã bắt đầu dí theo những con Marine này, Marine có sống nổi không đây? Rất nhiều Mavac đằng đây nhưng không biết là có đỡ nổi. Vâng, Zio đặt quân Zio chạc về Poto kèm theo không? Tất cả đều luôn trên Mavac và đưa ra ngoài rồi. Vâng, một pha tấn công thì nói rất đau tim. Anh ấy lao vào luôn thì có lẽ là đã thắng thua rồi, nhưng bây giờ thì anh ấy lại chờ đợi. Hiện nay đây là một thời điểm rất nguy hiểm các bạn, khi Poto ta đang ăn mỏ 3. Vâng, đang ăn mỏ 3 rồi. Ngay tức đây rồi. Mavac vào bên trong luôn. Đúng rồi, drop rồi. Lao thẳng vào vị trí bên trong. Hiện nay Poto ta bắt đầu warp thêm quân rồi. Đó là một giọt đưa ra. Không ổn rồi, một giọt thì không ăn thua các bạn, cần có nhiều giọt hơn. Hiện nay đạo quân này đang cố gắng follow theo đàn Mavac không có gì cả. Còn ở trong đó đạo quân một con Mavac có 8 Marine thì hiện nay lại đưa drop vào phía trong này. Vâng, thôi xong rồi. GG rồi. 2-0 cho game thủ Palawan của chúng ta. Xin chúc mừng Palawan. Vâng, đánh 1 bầy đấy. 1 bầy với 2 bầy không ăn thua rồi. Có lẽ rằng là OC đã cần phải suy nghĩ lại. Overclocking cần phải tính toán lại cho mình trong game đấu thứ 3. Game đấu thứ 3 của chúng ta diễn ra ở trên map Nimbus thưa các bạn.